Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay lại xuống nhà ông này quay một chút. Nói chung là đôi vợ chồng già đang làm cái thủ tục nhập họ của dân tộc Nùng mọi người ạ. Thế là mọi người xem thì chú ý xem kỹ để xem phong tục của người dân tộc Nùng như thế nào các bác nhé. Nói chung là thủ tục nhập họ của dân tộc Nùng thì nó cũng khá là đơn giản. Đó. Đây là cặp vợ chồng già 40 tuổi đầu rồi, bắt đầu lấy vợ đấy. Đang quỳ anh em ạ, đang lạy tổ tiên nhà mình. Rồi thì xin mời tất cả các bạn xem nhé. Mình đang ở trong này không được nói to lắm. Nên là các bạn thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới nhất từ em nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Oh,